Cái chào anh giám khảo. Chào em gái. Em tên gì? Hôm nay hát bài gì? Em nói to lên. Dạ, em tên là Nguyễn Ngọc Thảo Nhi. Năm nay em 19 tuổi, em đến từ thành phố Huế. Ok. Em xin được hát bài Với Em Là Mãi Mãi. Bài gì? Với Em Là Mãi Mãi của Hương Tràm hả? Dạ. Em cần anh đệm piano cho em. Vậy là em bắt đầu thấy có một sự hưng phấn từ phía giám khảo rồi nha. Em cẩn thận đó nha. Cả hai em đều cũng cẩn thận. Ban mai đêm xua đi đêm dài, nắng xuân ta đầy sáng cây đàn đêm hồng. Sau đêm dài trong xa vắng, sau đêm dài cùng suy tư, trong em yêu anh yêu nhiều hơn. Tình yêu với em là mãi mãi, nếu biết hy sinh vì nhau, hai người trong bước đi chẳng còn suy tư vây kín, chẳng còn cô đơn lúc vắng xa. Chỉ còn thương yêu và chỉ còn đắm say với anh. Với em là mãi mãi, cho dẫu có lúc ta chia lìa không thể đến với nhau. Nếu có một lần hy sinh sẽ có vạn lần ta thương yêu. Một đời mãi mãi là mãi mãi, nếu có một lần hy sinh sẽ có vạn lần ta thương yêu. Một đời mãi.